và có những cái lý do dùng được này. Thì đứng này tức là anh trên đứng là do đứng thậm chí là đứng phải gấp dưới gấp đôi để khi đứng xuống chân đứng theo mình hoặc là phải theo ở dưới này thì sẽ đứng khoảng 150 chỉ là cái thể 70 đúng đấy thì ở vì cái nhạc rất là chất ba chất một hai ba chín hai nó cần sự nhanh 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 đôi chân rồi khi mình không cứng thì bị sọt sẩn 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 và giữa hai người là cũng bị yếu không chưa không ngay ấy. Hay là cái nó sọc sạch lớn hơn thì người ta nghe nó bỏ phồng nhẹ nhàng hơn và chân chúng ta lại đi né nhau nữa và khi đi thẳng á thì chúng ta sẽ đứng thì chúng ta đi xe nhỏ và dứt khoát giữ cái nhịp trong âm như bạn lên như bạn đấy cho nên là mình cảm thấy tại sao không vô được nhạc mà khi giác lên thì anh vô nhạc chỉ vô chỉ tương đối vô nhạc được hai người giác nhau là không vô được cho nên là còn những nguyên tắc lúc đầu á là phải đáp đôi cái này tại vì phải học ra là nhạc chắc ba chục đúng nhạc rồi một hai ba chục thống nhất theo thứ nhất rồi sang ngang hai thì trong quá trình sang ngang ấy là hai ba chuẩn rồi cũng là cái là bốn nhịp đúng không ạ một cái đề ba là ba chục ấy là coi cái con số cuối đi nhịp một hai ba bốn hay một thì ra là một của cái mới một của cái câu đó với đà đúng rồi đi lên một hai ba bốn cái này là đề ba là mình khởi động thôi cùng đề ba này là một cái cây đúng rồi chất bùng chất bùng 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 chất bùng chất bùng 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 chất nó là khởi đầu của cái câu mới đó và khi mình nghe quen được rồi thì cứ cái nhịp trộn nhịp này với chúng ta cảm âm được cái nhịp chất trong âm nhạc thì cái nhạc cũng nói nhạc tây là tại sao chúng ta đi nó hay thực ra nó không phải điện tử mà nó bộ gõ bộ gõ anh thì biết rồi đã gõ một tiết tấu nó phải gõ nhiệt tình thì nó một điệu này thì nó phải nhiệt tình chúng ta kêu cũng phải nhiệt tình chúng ta nghĩ là chúng ta mệt mỏi không phải mấy cái người đã biểu diễn này là họ lực họ rất nhiều họ muốn thấy dẻo chứ đâu có phải là ta dẻo như thật là run đâu. Đúng rồi, đó chúng ta hiểu rồi. Thì từ cái tập luyện ra cũng phải đến muốn lắc vào thì cũng phải đồ độ độ cứng cái bộ xương chúng ta. Để chị hiểu cho điều đó thì nó sẽ đúng nhạc hơn. Có nghĩa như thế này, chúng ta nghĩ thật bàn là chúng ta lo trước, không phải cứng trước. Đây, đúng là cái ngắt này. Và sau trước ra ra là được cho ba được. Tại sao có này là chưa đi được? Mà là để buông cái nhịp được. Ví dụ chất ba chục một hai ba chục hai ba ba chục đó đi đâu đấy ba hai ba chục muốn xoay đó muốn xoay đi lên phải đi lên đó đi lên đi lên đó nhá yeah. Đúng nhá anh phải giữ cho chị đúng nhạc đấy. Chúng ta nghe được chung ba người chúng ta.
kia này là cái khác này, vai nó nặng lắm, cái bụng cái gáy là gáy rồi, đúng không, đúng không, cái vai nó nhúc nhích rồi, bắt buộc thì phải đi thôi, đúng không? Dừng chậm thì phải đi chậm. Đúng rồi. Ở đây sọc phải cờ cũng như ngay. Thank you.
Chắc